Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV trong phần chơi Crowded. Giờ hôm nay trời sáng rồi nè, giờ mình phải chạy về đây một cái. Chúng ta sẽ cần phải thôi về nhà luôn đi. Ở về nhà hy vọng là đồ này vẫn còn xài được nha. Chúng ta đang có hai cái tadpole, hai cái water flea để mình có thể làm được smoothie á, để tăng cái khả năng ở dưới nước của mình lên. Chúng ta sẽ có smoothie đây thơ. Tough place Burgo Arminan. Ở đâu ta? Nằm ở đâu đó. Craft material. Qua phần mút thi cho rồi. Đây, liquid gill. Liquid gill nè, cho phép mình có thể thở dưới nước nữa. Nghĩa là mình có thể sử dụng nó khi mà mình đang cần oxy, mình không có cần phải chạy lên trên. Thì trên đường về, nếu mà thấy con gì lạ lạ là hốt con đó, nhất là ladybug. Chúng ta cần 3 con ladybug. Đâu đi ngang chỗ này coi có thông báo gì nữa không? Không có ha. Không có thông báo gì hết. Tốt. Nãy mình cũng lượm những cái cánh bông để lấy về. Và có con gì nãy mới chui đâu rồi? Chui nhanh vậy. Chui nhanh ghê luôn. Đó. Chóc. Scrub. Cái gì vậy cưng? Rồi xỉu rồi. Giỡn mặt hả? Hoàng, cứ mỗi lần lên bờ, mỗi lần chiến đấu là phải chỉnh lại chopper, cardio, fan. Đó, phải vậy mới được đó. Nhưng mà nói là mình xài cái rìu này nhiều nhất. Đã phát hiện hai cọng long quạ. Chúng ta lên trên đó lấy long quạ. Leo lên, leo lên. Lên. Ok. Chắc lên đây trước. Hãy lên từ từ. Chop, chop, chop. Inventory full. Căng vậy ta. Miếng thịt ăn đi. Rồi còn một cọng bên kia. Chúng ta phải qua lấy cho bằng được. Rớt rồi. Mỗi một cái cọng long quạ bự á, thì đập ra được là 5 cọng nhỏ. Khó khăn quá. Đây 5 cọng 4 cọng. Cọng thứ 5 đâu? Vậy là được 4 cộng, chứ không phải được 5 cộng. Ê, 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 ê. Rồi từ từ bình tĩnh. Cái chỗ đó nó hơi khó khăn luôn á. Đâu, để nhảy qua coi. Nhảy lên luôn. Đặt trên này luôn, cho nó nhanh. 1, 2, 3, 4. Ôi còn nữa kìa. 4 à. Coi cho kỹ nha. Long quạ hiếm lắm đó. Không phải lúc nào cũng thấy con quạ đâu. Nó có con quạ nè. Con quạ là không có tấn công nó được. Nó bự như vậy đó. Nếu mà tấn công được chắc nó vô nó rỉa mình mất tiêu rồi. Con Aphid à. Aphid. Em thích chui luôn tốt trên này làm gì. Nên đây chơi hóng mát. Vô vô vô. Ây nó rớt xuống rồi. Dễ lấy. Nhìn xung quanh. Không còn nữa thì ta đi xuống. Rồi đây. Tổng cộng là được 12 miếng, 11 miếng, 12 miếng. Ok, có con nhện. Bỏ đi, xong rồi, chạy về. Giờ mình về cất đồ, cũng như là làm thêm cái gill. Chúng ta sẽ có thể thở dưới nước được tốt hơn. Rồi kiếm được sinh canbon á, là nó sẽ có một cái nón giúp mình có thể đi khám phá dưới nước càng tốt hơn nữa. Bỏ vô. Đâu?
Smoothie recipe liquid gill. Chế tạo. Có hai cái chính xác. Rồi, ok liền. Không có chỗ sọt đồ. Mở lên đây mới sọt được inventory. Có cái bịch này cất vô. 4 cái water botman. Đó là diving bell spider chân. Chúng ta coi lại cái trident coi. Stinger đây. Trident underwater nha. Nó có đồ underwater và đồ trên mặt đất. Nó kêu là melee để phân biệt thôi. Thì underwater là mình sẽ sử dụng trident. Mình lấy mình chọt cho nó nhanh. Diving bell spider bone. Vậy là 5 cái xương. Tiếp tục còn gì nữa? 5 cái xương cộng với cái nón bubble. 5 cái nữa là 10 cái. 10 cái cộng thêm eel grass nữa. Seal rub thì đầy. Thoải mái. Nè, bên đây 10 giờ rồi, đi kịp không? Không kịp cũng phải đi nữa. Đi cho nó kịp. Không đi thì làm sao mà nó kịp được. Giờ để kiểm tra lại cái những món đồ chơi này. Đồ chơi này có cần phải sửa cái gì không? Cái gear đâu? Cái này vẫn bình thường ha. Giờ thôi cầm như đó đi thôi. Cây này rốt cuộc làm lại cũng đâu có xài đâu. Dục bỏ. Cây sát thương yếu quá. Sát thương chỉ có vô đây thôi. Dao nâng cấp sát thương ít hơn chút. Thôi để từ từ suy nghĩ. Đáng lẽ sẽ dục bỏ đó. Thôi chúng ta chạy đi luôn nha. Mình sẽ qua chỗ hồ nước lần nữa để chúng ta bơi xuống dưới. Một bé ladybug nữa đã xuất hiện. Rồi ta cần phải kiểm tra coi craft cardio fan. Rồi vô nha. 1, 2, 3. Ôi, chuẩn bị. Cẩn thận. Ui dạ. Chơi nè. Vô đây. Đó, phải canh thời gian mà đỡ. Này là đỡ sớm rồi. Rồi ladybug phát. Ủa ít vậy? Ít quá vậy. Ladybug phát chỉ có một phát thôi là sao? Được hai em ladybug rồi. À, bây giờ cầm đi thì nó cũng không có ổn lắm. Nó cũng gần nhà thôi, để mình quay về mình cất một cái. Thiệt luôn á. Cho tôi thêm một cái nữa đi. Mình đang muốn có bộ đồ ladybug cho cái áo giáp nó cứng cáp chút. Đó là heavy armor, còn cộng thêm khả năng đỡ nữa, rất là tốt. Ấm lộn. Qua coi bên đây nè. Mình rất là thích cái bộ giáp đó luôn á. Thì bây giờ nó sẽ có những cái đồ tốt hơn nữa. Chúng ta có được cái món này là vào thời điểm này là tốt nhất rồi. Block strength cộng thêm. Khi mà chúng ta đỡ nhiều quá đó, nếu mà canh đúng thời gian đỡ, cái cây màu đỏ này nó sẽ không tăng nè. Thì cây nào đỏ nó tăng lên hết á, thì mình sẽ không thể nào đỡ được nữa ha. Mình sẽ bị choáng, giống như là nó đánh mạnh quá rồi chúng ta hết sức, không thể nào đỡ được tiếp. Ây dạ. Không có em nào xuất hiện gần đây luôn. Bình thường là ở khu này là có một em xuất hiện để mình có thể xử lý. Ladybug head có không? Chính phận rồi. Vô coi liền. Ladybug face. Ladybug head nè. Thiếu cái này. Hot wrap. Có một đống liền luôn. Đây, bỏ vô. Ủa còn nữa nè. Làm liền. Hot wrap amenity liền. Nó được 11 miếng. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Làm được cái áo. Làm được cái chân 5/9. Cái áo đâu? Cái áo 4/9. Ô dẹo luôn. Chế tạo. Ok.
hai thành phần của bộ Ladybug. Mới hai thành phần thôi. Để xuống. Để còn nữa. Và có giọt nước nào không? Đi kiếm giọt nước uống một cái này, ta lên đường đi tiếp. Bây giờ nếu mà đi xuống nước á, thì nó cũng hơi trễ. Có thể mình sẽ đi săn Ladybug đi, để mình hoàn thành nhiệm vụ của Burgo một cái. Chúng ta sẽ đi kiếm thêm mấy em đó. Vivo, vô đây. Được miếng thịt. Ở chỗ này cũng hay có một em Ladybug. Leo lên. Ý da, nguy hiểm quá ta. Weevil, sao chui lên tới đây vậy con? Weevil knows. Có con nhện nữa nè. Chơi không? Aphid. Có con nhện. À, con nhện này là con nhện văn tơ. Nhện văn tơ bự mình chưa có chơi bao giờ nha. Vô đây. Ây, đỡ hụt. Ghê quá. Đó, đỡ. Nó lên cái ống màu vàng á, là không có tốt. Rồi chán rồi cưng ơi. Rồi xỉu luôn. Ok, chờ hồi phục chút xíu rồi mới vô chơi được. Còn đồ ăn nè, lấy xuống ăn luôn cho rồi. Đang ngủ. Rồi, vô đây. Căng quá. Bỏ ngay vào luôn. Căng quá. Không thể nào chơi 1-2 được nha. Muốn 1-2 á thì phải đúng con. Ví dụ như là con nhện thôi, không có chơi với cả hai cùng một lúc. Con nhện. Rồi, từ. Ây, đỡ hụt. Con này không có độc, đỡ. Nó văn tơ thôi. Rồi, chém. Đỡ luôn đi. Đỡ vậy bị mất sức. Ui da, nếu mà đỡ đẹp luôn á là sẽ không có bị mất sức ha. Đỡ vậy bị mất sức rất là nhiều, rất là khó. Còn con gì nữa không? Ra luôn đi. Ô dè luôn. Đỡ hụt. Ui da. Rồi, hay nè. Ôi, bậy. Bậy lắm luôn á. Rồi, hay quá. Ố về luôn. Hay quá em ơi. Chuẩn bị canh và chơi. Còn một con nữa. Ê. Thôi không chơi. Lấy đi bắt hết. Rồi để mình hồi phục. Quay ngược lại đây để lấy đồ ăn. Bây giờ lấy đồ ăn. Muốn đi ngủ cũng được. Sao vậy?
Ăn cái này đi, cho nó trống trải ra bớt. Uống cái này vô nữa. Bây giờ mình chưa có ngủ được. Sao? Muốn cái gì hả? Muốn cái gì? Giờ đang có cái đầu Ladybug. Ủa, chưa scan luôn. Ladybug head. Ở đây mình còn thịt của con nòng nọc Tadpole Meat. Cái miếng ở đâu rồi? Để đi vô trong chỗ Burgo scan. Giờ này thì không đi bơi, khó thấy đường quá. Đi bơi nó rất là nguy hiểm. Cái khiên sao rồi? Cái khiên vẫn còn tốt. Có thể là mình sẽ coi mình sửa cái khiên lần nữa rồi mình nâng cấp cái khiên lên luôn, để cho cái khiên nó có thể bảo vệ mình tốt hơn. Thì theo mình thấy ở trong phần chơi Crowded này á, chúng ta sẽ phải học cách để đỡ ha. Không phải lúc nào cũng có thể hạ gục một cái con nhanh chóng. Phải biết cách đỡ nữa. Mà nhiều khi hụt chút xíu thôi. Ladybug head mount. Ok. Nãy giờ là được bao nhiêu? Wow, Black End. Đồ kiến đen. Đồ kiến đen phải có những thành phần của con kiến đen. À, chưa đủ kìa. Mới có 4 cái Ladybug thôi. 4 cái đâu có đủ làm cái nón đâu. Cái nón Ladybug. Ở vừa đủ luôn. Cái nón là 2 cái. Căng quá ta. Căng quá, căng quá. Hay là ta đi về ta. Đi về rồi chắc đi về đi. Đi về ngủ rồi lát nữa quay lại đây. Làm liền một bộ đồ. Mở lên Ladybug. Đổi bộ đồ. Áo Ladybug, nón Ladybug, chân Ladybug. Và có một con Ladybug để mình có thể test luôn. Ở bên dưới giờ này hơi tối nha. Mọi người hãy cố gắng căng con mắt ra mà coi Ladybug đâu. Đây nè, Ladybug. Giờ chơi nó thì chơi trong bóng tối. Chơi trong bóng tối. Đó, ghê chưa. Ui da. Tông vô con. Đó, khả năng đỡ của mình rất là tốt đối với bộ đồ này. Ui da. Cái giáp của nó thì chỉ được vậy thôi. Hên chưa. Ui ôi. Em ơi. Thiệt luôn á em ơi. Tôi đã canh canh rồi. Ý mà em cũng hút tôi cho được nữa. Rồi mà mình đã hạ gục được Ladybug. Gì đó gì đó. Hồi nãy là không thể nào mà cầm cái đuốc trong tay nha. Cầm cái đuốc trong tay là không thể nào đỡ bằng cái khiên được hết á. Đây là bộ đồ, đây là Ladybug nè. Lên được bộ đồ. Mà khiên thì chỉ mới có cái khiên Weevil thôi. Nâng cấp đi. Khiên. À, khiên không nâng cấp được, quên. Bộ đồ nâng cấp được nè. Relax. Cần có Brittle Plating Defense cộng 5%. 5% hả? Bay cái này là nhiêu vậy? Bay cái này là 7.5%. Cộng 5% mà lên tới 12% á hả? Sao đã vậy? 5% của cái con số đó chứ không phải cộng 5% đâu. 5%, 7.5% mà cộng 5% nữa. Vậy là được nhiêu? Có thể suy nghĩ làm thử. Thôi giờ để đổi bộ đồ này vô một cái. Cất cái này vô. Bộ đồ con cất vô. Bộ đồ này là có áo giáp nhưng mà tăng cái khả năng bị săn mồi. Giống như là nó nhìn nó thấy cái này ngon quá, phải tấn công vô mới được, phải ăn nó mới được. Rồi giờ kiểm tra này cái coi. Ủa, bộ đồ Rotten Bee. À, nằm bên kia. Rotten Bee, Rotten này nọ. Rotten End Club. Tại mình đang chơi dao nè. Chắc nâng con dao lên cấp độ kế tiếp. Để xuống dưới chọt cho nó khỏe. Con dao Select. Weston nâng cấp. Ghê không? 6 cái Weston luôn lên cấp độ thấp. Là được bao nhiêu sát thương đối với con dao? Dao đây. Dao. Dao này sát thương lên được chút xíu. Hài ghê luôn.
À, chúng ta cũng hết máu rồi, giờ phải đi ngủ một cái. Đó là điều chắc chắn. Ngủ rồi mới làm việc tiếp được. Còn đồ ăn, cái này đem xuống đây. Ok, dao mới kéo xuống một cái, lấy ra, rút con dao ra. Giờ đi ngủ một cái nha. 5 giờ sáng à. 5 giờ sáng cũng đủ để mình có thể chạy ra ngoài bờ hồ. Bây giờ là 6 giờ, ấy 7 giờ luôn rồi. À, mình đang cho nấu thêm 2 miếng thịt để dành. Hy vọng là không có con kiến nào lấy mất của mình. Và ta sẽ cần phải đi bơi. Ta chạy ra đây. Uống miếng. Rồi status. Chiêu chopper này lên cấp độ 2 rồi nha. Xài nhiều là sẽ lên. Giờ để cần chuyển đổi xuống. Tắt nó đi. Gắn cái này vô. Cardio fan boost launch. Ok. Rồi cần phải xuống nước. Xuống nước. Gắn đồ chơi lên. Linh flop gì này nọ gắn vô. Rút dao ra. Cái giang hồ đâu? Cái giang hồ, cái giang hồ. Không thấy nó, chắc nó bơi tuốt đằng xa rồi. Thôi xuống dưới. Mau chóng xuống dưới. Làm công chuyện của mình. Chúng ta lâu lâu là thấy nó có những cái bọt bong bóng. Lấy. Ok. Đó, lâu lâu mới có một cái bọt bong bóng. Và thấy con khủng long T-Rex. Shinken T-Rex. Qua đây một cái coi. Rồi bật cái này lên. Shinken Bon đâu? Đi tìm. À ha, một miếng vảy. Đây là miếng vảy Toy Fish Scale. Shinken Bon chưa thấy. Toy Fish Scale. Đất sét. Ôi vẫy tiếp. Đây rồi. Shinken Bon. Có miếng oxy nào không? Có bong bóng không? Bong bóng oxy. Lấy oxy. Ok. Oxy miếng nữa. Rồi xuống dưới. À phải tranh thủ. Vừa có oxy là vừa chơi được. Không có oxy là phải bơi đi liền. Đi kiếm đồ chơi. Xương đâu? Xương. Rồi không có xương nữa. Dớt ra. Có xương không? Có vảy không vậy? Ôi xương nè. Xương có thể nằm ở trên mặt đất luôn. Gì phải xúc ra nữa hả? Căng vậy. Ôi miếng này nữa. Thôi cố gắng. 40 giây. Rồi giọt. Con ơi. Giọt. Chưa có đồ chơi nó vậy á. Nó rất là khó khăn. Mình phải ra đi tìm bong bóng. À bong bóng nè. Ok luôn. Có bong bóng rồi, chúng ta sẽ cần phải xuống dưới lại lần nữa. Chúng ta đã biết được chỗ có mấy khúc xương. Quá bệnh. Có nhiều chỗ nhìn nó giống như là xương á nhưng mà không phải đâu. Đâu rồi, ở dưới này nè. Nãy đó. Ôi có cái thùng kia nữa. Thùng đồ chơi Mossy Key. Có chìa khóa mới mở được nha. À giờ chưa có chìa khóa đâu. Rồi hốt cái này một cái. Khúc xương. Shinken Bon. Ok rồi. Đừng để bị thổi qua. Cái đó cần phải có nhiều oxy lắm. Ít oxy là đi không nổi đâu. Mình đang coi ở phía sau khủng long có gì nữa không nè. Rồi ta lên ta lấy oxy một cái. Oxygen của tôi đâu? Cái giang hồ. Cái giang hồ. Nó còn ngồi lên thở nữa. Hết thể lực.
Có chuyện đó nữa sao? Đừng mà, đừng làm điều đó với tôi. 10 giây. Kịp rồi, kịp rồi. 10 giây. Waterboatman kìa. Waterboatman. Nhảy lên cái. Căng thẳng quá. Chuyến đi vô cùng căng thẳng. Vô đây nghiên cứu. Nghiên cứu nhiệm vụ cái đã. Có gì mới? Firefly đơm đớm 500 năm con. Này căng quá à. Đơm đớm phải đi vào buổi tối hên xui. À, và ta có thể mua được một cái gì đó. Fiber Bandit Recipe. Creature Scarf. Mix Shield làm gì? Unlock New Mutation. Mix Shield. Tăng thêm máu tối đa. Daredevil không cần. Có những cái cảm thấy không cần. Hết. Vậy chưa đâu. Có cái Mimolar là mình vẫn còn đang giữ lại thôi. Bây giờ chúng ta sẽ mở lên bên đây. Một món nghiên cứu. Đồ rare nha, đồ hiếm nha. Toy Scale Chess Play. Bộ đồ cá. Rồi. Đây là Sun Canbon nè, cái răng nè. À, xương chứ không phải cái răng, lộn. Xương, xương. Rồi ta coi công thức một cái. Công thức của bộ đồ. Bộ đồ. Bộ đồ đâu, bộ đồ đâu. Bộ đồ cá. Bộ đồ cá có gì? Perfect Block. Đỡ là Perfect Block. Ghê lắm. Chỉ cần đỡ thôi. Thông thường nó đỡ, nó sẽ tăng cái ống đỡ lên. Nếu mà mình không đỡ một cách hoàn hảo. Giờ bộ đồ này nó cho phép điều đó xảy ra. Giờ Bubble Helmet. Đủ nha. Yêu Crash Strand. Seal Rub. Cái đó phải quay về lấy một cái. Có cái nón đó đi khám phá nó mới dễ. Rồi có cái áo gì không? Áo khôi hả? Áo khôi. Áo khôi. Áo nhện hay Hasty Regen. À đáng lẽ nên bận áo nhện hay hơn. Nó có. Mà có cần phải bận full set không? Nếu không có full set thì đỡ ha. Không có cần bận nguyên một bộ á. Butterfly. Đi cắt cái này làm gì vậy ta? Lộn chỗ rồi. Cái kia đâu rồi? Chỗ này phải mở lên trước mới lấy được Ares. Cỏ đâu rồi? Cỏ đâu? Qua đây, qua đây. Xung quanh đây có thì cắt lấy để về chế tạo nữa. Red Detect thịt hả? Con gì? Về tới rồi đây, lên chảnh và chế tạo. Vậy vậy. Bây giờ chỗ này mình đi còn khó nữa. Nói chi là tới mấy những cái con khác. Làm sao có thể leo lên đây được hả mấy đứa? Vô chế tạo. Cái nón, cái nón. Bubble helmet. Bụp. Một cái xong xuôi cất vô hết. À, rồi còn dư lại gì? Eelgrass. Eelgrass đang bỏ tạm ở chỗ này. Đâu để coi thử coi. Bỏ đây đi. Đó có chỗ rồi. Sọt backpack. Bên này. Ở sọt nằm đây hả? Mới để ý luôn á. Ở đây có một con Whoop Spider. Nó đang nằm ngủ. Nó chờ đêm xuống để nó đi săn mồi. Ra đây, ra đây, ra đây. Rồi vô đây. Căng chưa? Đỡ được rồi. Hay quá. Cắn ghê quá đi. Cái thời gian mà nó bị choáng nó cũng ít lắm. Ui da, ui da. Hết sức, hết sức. Hết sức cũng như là hết thể lực. Một hit nữa. Rồi hên quá, hên quá. Rồi chắc mình nằm xuống luôn quá à. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hay quá, chất độc nó hết rồi. Chúng ta đã có thể vượt qua được. Căng thẳng quá, căng thẳng quá.
uống miếng nước lấy lại tinh thần coi. Giọt nước nó chạy tùm lum hết. À, ăn miếng đồ ăn lấy lại tinh thần coi. Hồi lại ăn khúc luôn. Được một cái răng, một cái túi độc thì chưa có xài được, phải cần nhiều hơn nữa. Gì đây? Giỡn mặt hả? Con Whoop Spider thì cũng thôi đi, cái con này mà bày đặt vô đây nữa. Giờ mình còn một con ở đây nữa nè, để mình đi coi coi nó nằm đâu. Bây giờ qua bên con Whoop Spider bên đây. Bấm lộn. À, mình sẽ sử dụng thử cái kháng độc coi làm sao. Chưa có bật, nãy bật rồi đó. Đó, cái này là bật lên nè, Poison Resistance nha. Tây tết. Đâu? Poison Resistance đâu? Có không? Reactivate. Kìa. Ta không thể hiện là ta được Poison Resistance. Blocking. Heal after blocking. Vậy đâu có cần. Nếu mà chơi vậy thì không chơi. Thôi lấy cái này đi. Chỉnh chỉnh hồi hả, bị cắn cũng vậy à. Nó phải cho mình kháng độc, kiểu như mình không còn bị dính độc, hay là cái độc nó kéo máu không nhiều nữa thì còn ok ha. Để có cardio fan đặng ta hồi phục nhanh hơn. Vô đây chơi. Canh canh đỡ. Ôi dạ. Rồi hay quá, perfect block nè. Ok luôn. Oh yeah, cái đó đỡ chưa được. Kém. Ui da. Rồi. Xử xong. Venom fan hai cái, ok. Nhưng mà bị dính độc chút, không sao. Cái thời gian nó cũng sắp hết rồi, đập ra cái răng của tôi. Rồi, hết độc rồi. Boom, Mew Molar, ta có mấy cái rồi đây. Chứ phải về nhà coi mới biết được. Rồi, và có hai cái răng luôn, quá đã luôn. Như vậy là ngày hôm nay mình đã có được một bộ đồ làm từ em Ladybug, là em bọ rất là đẹp, để giúp mình đỡ được tốt hơn, và cũng có đồ để có thể đi khám phá ở dưới nước được lâu hơn nữa. Còn bây giờ mình xin dừng tại đây và các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.